thử thách. Chắc người có lý do để thử thách mình, thì mình sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Cái cuộc chiến này nó như một cái game show. Khi mà mình bị mắc Covid thì mình tưởng tượng mình giống như là một người bị game over. Khi mà mình có một cái sức khỏe thì mình vẫn tiếp tục muốn tham gia, không chống bệnh, chống dịch như chống giặc nha. Mình đã từ cửa tử đi về, phải sống là trả. Tỷ lệ F0 trong cộng đồng chiếm đến 84% tổng số F0 mới. Hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2,5%. Biến chủng lần này thì mình dễ thấy nhất là cái tỷ lệ lây lan rất là nhanh. Mình có những lúc mà mình rất đúng, nhưng mà nó không cho phép mình dự đoán. Không cho phép chúng ta phải bỏ cuộc, không cho phép một hy sinh. Nó có chu là con chó trong hẻm nó chu luôn. Lần đầu tiên tôi thấy trong Sài Gòn con chó chu, tại vì hai con nó đi hai ngày nó không thấy chủ đâu hết, tại nguyên cái hẻm nó giống như là dương tính phủ nguyên cái hẻm rồi. Tôi là sống trong một xóm lao động nghèo nhỏ lắm, thành ra cái tin mà cái người đầu tiên mà bị Covid á gần như là nó làm xôn xao cả một xóm. Cái lần test thứ hai á, nhà tôi đâu có chơi với ai đâu, nó vẫn dính luôn hai người, là bà xã với đứa con nhỏ. Thì dùng từ hoang mang sụp đổ là có thiệt. Cuối cùng cái lệnh vợ và con tôi đi cùng với khoảng 100 người trong xóm chia làm 3 đợt đi. Vậy mà tới một tuần lễ sau, thằng con tôi đi thử dính, thằng con tôi dương tính. Thì đùng một cái là tới ngày thứ 7, thứ 6 gì đó họ đậu ngoài đường. Anh Long ơi, cho con anh lưỡng 3 phút ra ngoài đi chữa bệnh nha. Trời ơi, từ trên lầu tôi chạy xuống tuột á. Tôi chạy xuống thì tôi phải do đồ cho con tôi, tôi phải thông báo cho con tôi. Thì tôi chạy làm sao mà vô nhà tắm là tôi nằm giọng luôn, nằm bất tỉnh luôn. Lúc mà con nó đi đó, rồi cái ở nhà là nó gọi điện, nó báo là ba ở nhà ba xỉu. Thì hai mẹ con ở trên Củ Chi lo á, không biết làm sao, gọi cầu cứu người này, cầu cứu người kia. Alo. Tình hình sao rồi? Mãi té lên, té bất tỉnh luôn. Chỉ số đó làm sao? Đã, nó còn 80. Đây là chỉ số chết, đi cấp cứu liền. 30 phút sau, xe cấp cứu đó. Đi qua Nguyễn Trãi, thì sau khi làm xong nó khoảng 1-2 tiếng sau là bác sĩ nói nhẹ, chú bị dương tính. Là ngày 21 tháng 7 đó thì bà mới là nhờ ông xã vô bệnh viện, và vô thì là test nhanh là bà nói là bị dương tính. Giống như là một ngày hôm đó thôi là giờ hay tin là mẹ mắc tính á, thì là trong nhà có cái triệu chứng liền, là bắt đầu là cháu bị sốt, anh bị sốt, xong trở ho, là bắt đầu tới mình sốt 2 đêm rồi là bắt đầu ho, cảm thấy là rát cái cuốn phổi ở dưới tay luôn. 5 người là mình, rồi vợ mình, với lại vợ chồng chị, với lại cháu dương tính với Covid luôn. Mình có 2 đứa con, thì 2 đứa con mình gửi ở dưới bà ngoại là ở dưới Củ Chi á, nên là không có ở đây. Cái ngày 24 tháng 7 là cái ngày bắt đầu sốt. Trước đó tôi không có ra khỏi nhà. Một nguồn lây duy nhất tới thời điểm này tôi đoán á, có lẽ là do shipper. Khoảng cũng khoảng 3 tháng rồi anh không có ra đường. Cái đêm mà nó hiện lên hai mặt đó là ngồi bần thần luôn, không nói được tiếng nào.
rất là sốc, sốc lắm. Tại vì lúc đó cái thông tin rất là xấu, rồi những cái clip mà hỏa tán thì không thể bình tĩnh được. Từ một cái người bình thường, ở một xóm bình thường, trở thành bị phong tỏa, rồi vợ con dùng đúng là từ là di tán luôn, và cả gia đình bốn người đều nếu không, thì đó là một nỗi kinh hoàng. Mình có bệnh nền mà mình mà bị dương tính nữa, những cái suy nghĩ mình nó càng mông lung chừng nào thì nó càng quấn sắc trên tường mình. Và đêm đó nó ho nghĩa là ho đứng, ho ngồi, ho nằm. Mình nói trời ơi, bây giờ mình chết rồi chắc nhẹ lắm. Thì ngay lập tức tôi mới lên cái căn phòng bỏ trống trong nhà trên tầng 3 và tập trung những đồ đạc cá nhân lên để làm tốt nhất cái việc cách ly này. Thôi bây giờ chiến, cùng chiến luôn. Anh ở nhà, rồi mọi người nhà cùng chiến luôn. Trong gia đình có hai người lớn tuổi, trên 60 tuổi, một em bé 12 tuổi, bà xã âm tính. Nhà thì có hai chiến tuyến, là một người thì bệnh, thì bên đây thì ba người không bệnh. Mình là ở giữa, cho nên là mình phải giữ cho mình, để mình giữ cho ba người còn lại. Thì những ngày anh còn khỏe thì tôi bắt đầu đem đồ ăn mỗi ngày, rồi mình cũng phải coi có sức khỏe như thế nào. Mình mới làm những cái món ăn cho nó dễ ăn, những cái lúc ảnh sốt hay là đau hay là gì đó mình phải hỏi thuốc, thì sốt thì như thế nào, rồi cách bao nhiêu tiếng rồi mình uống, rồi xong rồi mình phải xông người như thế. Nhưng mà tới thứ tư thì anh đã bắt đầu không ăn được nữa. Ăn thì nó mất vị giác, mất khứu giác, thì bắt đầu xê uống vô thì lại a ra trở lại, tại vì nó không có hấp thụ được nữa. Mới đổi qua một cái phương án mới, mình làm những cái nước của cái con này, con kia, con nọ, rồi củ, rồi mình cứ dồn vô, rồi mình lấy cái nước, rồi mình xay ra, rồi cho ảnh ăn. Chai này nước gừng đó. Đây cái phòng cách ly. À, cho nên có điều kiện cách ly thì khá tốt. À, có sân thượng để đi ra đi dạo. Còn đây là tầng 3. Mình cực kỳ may mắn. Mình cảm ơn trời đất á. Là mình có điều kiện, mình có một căn phòng để mình nhốt mình vào để mình chữa bệnh. Có bà xã ở lo, có thằng nhóc con nó động viên. Ngày đầu tôi sốt thì tôi uống thuốc hạ sốt. Khi tôi ho, tôi uống thuốc ho. Khi tôi bị mất nước thì tôi bù nước. Là tất cả những triệu chứng đó tôi có thể kiểm soát được. Cho nên đâm ra là tôi rất chủ quan. Cứ lên xuống rồi cũng mang lên một ngày cũng mấy chục lần. Thì nhớ ra con của mình nó có làm ra cái vụ nó kéo cái đồng rộng đó, nó kéo lên lầu chơi, nó kéo xuống kéo lên. Thì nó nói là để con làm cho bố cái này đi. Rồi xong rồi nó mới làm cái đó, thì đó là kéo ngay từ đó. Rồi anh ơi. Nhưng mà có những cái ngày mà ảnh mệt quá, ảnh kéo không nổi. Lúc đó là bắt buộc mình phải xông pha luôn. Là mình phải mặc đồ bảo hộ, rồi mình cứ phải lên xuống đổi phương án uống thuốc, không còn 12 tiếng uống nữa thì không nổi. Bây giờ cứ 4 tiếng phải dớt thường viên, cơ thể nó mới dịu cái nhiệt độ xuống được. Còn nhiệt độ cao làm cơ thể quá mệt mỏi, chịu thôi, hy sinh cái gan thôi. Tối mình có sợ, nằm ra cái mỗi tối là 6 đêm là thức hết, 6 đêm là không người nào ngủ hết. Thì tối nửa đêm mình lên chỉ nhìn qua cửa kiến để canh, mà mình quay phim á, mình để zoom lại gần coi coi cái nhịp thở còn không, tại vì đắp mền. Cho nên cái buổi tối là cái kinh khủng, nó im lặng tới mức á, cái con thạch sùng nó chắc lưỡi á, mà nó giống như là tiếng sấm vậy. Rồi á, gặp một ngày mình không nghe gì hết. Em không nghe tiếng người nói chuyện lao sao nữa. Mình cảm thấy là nó giống như là mình ở trong một ngôi nhà mồ vậy.
và nó làm mình nó ép cái không cái thần kinh mình tới mức mình bị loạn thần. Mình thì tối nào cũng hoang mang hết, thật ra vậy. Nhưng mà lúc mà nhắn tin thì mình không có làm vậy. Tại vì nếu như mà mình hoang mang thì anh không hoang mang theo. Nhưng mà ổng thì ổng biết. Cho nên là cứ nhắn tin xuống anh khỏe, anh ăn được nghe em này kia nọ, cũng động viên tinh thần mình lại. Rồi mình cũng vẫn động viên tinh thần anh lại. Nó cứ như vậy thì nó sẽ có những cái động lực để mình vượt qua. Thế giới bên trong là thế giới bên ngoài, ngoài kia là sự sống đó. Nhưng sao giờ? Chiến tiếp thôi. Ngày thứ 6 là có bình oxy, có ảnh thở. Người ta bưng lại thì người ta cũng để ngoài thôi, mình phải tự bưng lên thôi. Mà hồi đó thì mình chưa bao giờ bước lầu 3, tại vì mình không có khỏe. Nhưng mà cuối cùng đã tới cuộc chiến rồi là mình chiến hết. Chứ giờ không có biết là nó nặng hay không nặng. Thật ra chia sẻ luôn cái đêm đó là mình nằm luôn, không có ngồi dậy được nữa. Mình chưa được thấy một người phụ nữ mình thay đổi nhiều. Do căn bệnh đó, vợ mình thay đổi nhiều. Do cái tình thương, cái lòng yêu thương của vợ mình dành cho mình. Vợ mình hồi xưa không bao giờ leo lên cái tầng này hết. Và không bao giờ làm những việc nặng được hết. Vợ tôi là có một số căn bệnh về xương. Chân này nọ yếu lắm. Nhưng mà không ngờ vợ tôi có thể kiêng được một bình oxy nặng gần 50kg. Đi lên đi xuống một ngày á, tới mức đó, ngày thứ ba đó là vợ tôi á, là không đi nổi nữa. Thì do hoạt động nó quá sức. Trong một ngày á, nó có hai cái gì? Cái cuộc chiến. Cuộc chiến buổi tối. Dễ sợ. Bắt đầu tối mình nổi da gà. Và cuộc chiến ăn. Mấy ngày đầu còn ăn được, mấy ngày sau là chỉ uống nước súp. Ở những buổi tối ngủ không được, nó cứ sốt về đêm. Khi mà thao thức hay là nó vật vã ngủ không được vào buổi tối, các bạn sẽ có một cảm giác khủng khiếp, không dám làm phiền ai hết. Tới cái ngày 7, ngày 8 á, thì khi thức dậy á, tôi thấy rõ ràng là sức khỏe mình đột nhiên nó đi xuống rất là nhanh. Hồi hộp, đi vài bước đã nghe cái tiếng tim đập, cúi xuống nhặt đồ là nghe choáng váng. Tới ngày thứ 8 thì đột nhiên là cái sự mà khó thở nó xuất hiện ngay. Đêm đó là mình đã bị một cơn gần như là ngất xỉu. Hôm đó cũng có nghe một người bạn thân của anh mất, biết được cái thông tin đó là tinh thần xuống liền luôn. Thì lúc đó tôi mới quyết định là liên hệ với một bác sĩ. Tới ngày thứ 8 đột nhiên là cái sự mà khó thở nó xuất hiện ngay. Ngay nha, không có từ từ. Mà ngay cái đêm đó là mình đã bị một cơn gần như là ngất xỉu. 7-8 giây gì đó, mình mất thở. Thì sau đó khi thở lại được rồi á, thì tôi mới biết là mình đã bị trở nặng. Cái chỉ số nồng độ oxy trong máu nó xuống thấp. Qua ngày thứ 8, thứ 9 á, thì cái thể trạng của mình á, nó cứ đi xuống hoài. Ngồi cũng mệt, thì số nồng độ oxy trong máu nó xuống thấp, rất là hình thấp, 70-71. Nó mô tả như là ai đó đấn nước bạn vậy. Bạn chụp cái này, bạn chụp cái kia này, bạn níu, bạn la lên. Nhưng mà cái cổ mình đâu có hơi đâu, mình la. Rồi tự nhiên cái mặt của mình lúc đó mình nhìn vô gương á, nó thiếu oxy, nó tím tái, nó hoảng loạn ha. Mình nhìn vô mình không biết là mình luôn. Rồi mình cố mình bò vô lại trong cái phòng để mình lấy cái chai oxy mình đặt lên mũi á, thì thật ra nó không có thở được, đâu có oxy vô. Rồi sau đó tự động cái nó làm cho mình thở lại. Và mình lập tức nằm xuống và luyện thở để cho cái oxy trong máu nó tăng lên từ từ rồi mình bình tĩnh lại.
Nếu như một người lớn tuổi, mình nghĩ họ không cách nào xử lý được tình huống đó và họ đã đột quỵ, hay là một người có thể trạng yếu á, thì họ hoảng loạn, càng hoảng loạn thì cái cổ mình này nó càng siết lại đó, thì chắc chắn là khó, là khó qua. Cho nên những cái người bạn mình rất là khỏe mạnh này họ rồi, nhưng mà họ ra đi cũng theo cái cách đó, đó là cái nguy hiểm căn bệnh này, là lo lắng quá sức, lo lắng quá. Cái đầu của mình á, ngày 10 ngày cách đây ngày 24 thì đâu có tiền bạc nữa, không có tiền bạc nha, ngày hôm nay nó bạc. Giờ là 2:45 khuya. Đây là tất cả những gì hàng ngày mình bày biện trước khi mình đi ngủ: máy móc sinh tồn, kiểm tra nồng độ oxy, nhiệt độ, huyết áp, nước sôi thông mũi, trà gừng, đựng thuốc. Mà một mình xoay sở hết mọi việc, trong khi cơ bắp bạn, người bạn bị xé nát bởi những cái cơn đau, thì nó giống như là bạn bị tra tấn. Trời ơi, một cuộc chiến về oxy, tao nói là kinh khủng thiệt. Nhưng mà tại sao nhiều người chết ở nhà, nhiều người chết bất ngờ là do cái oxy? Thì tôi được cái lệnh mà từ nghỉ chảy mà chạy gãy á, trên đường mà xe chạy á, còn nó hú còn ghê lắm. Và những cái giây phút mà đầu vô đông lắm, người nào cũng mê man lắm. Nếu bạn ở trong phòng cấp cứu, bạn sẽ bị ám ảnh luôn về cái tốc độ làm việc của bác sĩ, giành giật mạng sống của người. Bệnh viện Chợ Rẫy thì cái công năng là điều trị bệnh COVID là ở phân tầng 3, là tầng cao nhất đó. Nên là hầu như những bệnh nhân vô đây là những bệnh nhân nặng, có bệnh nền, phải mức độ là oxy hoặc là thở máy, thở máy á. Nên là bệnh rất là nặng nề, kèm cái bệnh nền nữa. Mình chưa có máu nè em. Rồi tôi vô Chợ Rẫy, tôi nhìn một cái phòng sáng chưa, máy móc hiện đại, bác sĩ 7-8 người chạy nhộn nhịp tận mình. Tôi khẳng định luôn tôi sống. Nhưng mà đó là khẳng định của mình thôi. Còn diễn biến của bệnh thì nó khác. Hai ngày đầu là mình chỉ ngồi đó mình cảm nhận chứ mình không biết cái gì. Nhìn thấy. Và cái hơi thở không có, nó làm cho mình là bứng lòn. Phải tới cái ngày, hình như là ngày thứ tư á, là mình mới được bác sĩ quyết định cho úp oxy vô. Cái lúc đó vô rồi đó, thì mình mới thấy là mình được tỉnh tháo chút, mình có oxy rồi. Có một cái lần tôi yếu lắm, phải cần oxy thở. Trong đó có cô bác sĩ đó, mỗi lần tôi mệt đó, chú Long mệt đúng không? Chú Long khó thở đúng không? Chú Long nhớ nha. Nhiều người khó thở giống chú Long. Mà ở bên ngoài á, có nhiều người là không được thở luôn. Thành ra chúng ta ở đây chúng ta phải cố gắng. Cố gắng chúng ta ở đây như vậy là chúng ta may lắm. Chúng ta có máy thở. Thiên cái anh mà bác sĩ mà vô mà chụp X quang á: chào bà con, nay khỏe không? Có người nào mệt không? Rồi quý vị đó, làm ơn giùm tôi nha. Thở khó, bác sĩ làm cho dễ thở. Tim ngưng đập, bác sĩ làm cho đập lại, đúng không? Quý vị nóng sốt, bác sĩ sẽ làm hết. Đó là phần của bác sĩ. Biên phần của quý vị thì làm ơn giúp tôi ăn, chơi, ngủ, nghỉ. Làm ơn làm tốt giùm tôi bốn cái này thì mới hết bệnh được. Thì khi mà bác sĩ nói những cái câu đơn giản nhất đó, những lời bác sĩ là tôi luôn luôn tôi coi như vậy. Trong 3 ngày tôi đánh ăn là bắt đầu tôi tỉnh. Cái dinh dưỡng nó vô người với một tinh thần bất cứ. Và chính những người trong bệnh viện nói là tôi nhìn chú Long ăn một thèm, nó gợi cho một sự hưng phấn cùng nhau đó, nó lên tinh thần, nó giao luôn với nhau, thì cảm thấy như một mái ấm. Cái trường hợp của bệnh nhân Lữ Đức Long thì cũng mình cũng rất là ấn tượng, tức là bệnh nhân vô thì tương đối là khỏe, là chú cái tâm trạng chú rất là thoải mái, là có can thiệp oxy thấp thôi. Tuy nhiên thì tầm khoảng gần một tuần sau thì bắt đầu bệnh trở nặng hơn và cần cái can thiệp oxy dòng cao. Thì có một cái giai đoạn đó, khi mà mới được can thiệp oxy dòng cao thì bệnh nhân tương đối là lo lắng. Tuy nhiên là sau đó bệnh nhân cũng tương đối thích nghi, hợp tác tốt với nhân viên y tế. Thời gian đầu thì mình khi mà cái chú xong đó mình cũng hơi lo lắng, tức là chú thì cũng lớn tuổi rồi, có bệnh nền là đái tháo đường. Thì cái đái tháo đường là một yếu tố nguy cơ diễn tiến nặng của bệnh đó, cũng hơi lo lắng.
bệnh nhân sẽ thở nhanh hơn, cảm thấy ho nhiều, nặng ngực nhiều, đau ngực, và bệnh nhân cứ là tìm mọi cách để xoay trở làm sao mà mình cảm thấy mình dễ thở hơn á. Tức là rõ ràng mình nhìn bệnh nhân là mình thấy bệnh nhân đang bắt đầu như chỉ nặng, thì cái đó mình phải đánh giá sớm để mình can thiệp sớm cho bệnh nhân. Mà bệnh nhân thì cũng vượt qua được, cũng đó là một cái phần may mắn được. Vô đó nó mới biết, nó biết thêm một từ nữa, hụt oxy. Không có oxy là chết. Bác sĩ ấy, cứ 1 giờ, 12 giờ đi rồi vô chích, rồi 3, 4 giờ sáng vô chích. Bác sĩ ơi, cho em hỏi một cái nha. Hỏi gì? Sao bác sĩ không chích ban ngày, cháu khỏe là bác sĩ đi ngủ. Bác sĩ đi chích ban đêm, chỉ bác sĩ cực. Tụi em đang ngủ sĩ lâu rồi, nó cũng mệt hay quá. Nói bây giờ gì nè, ban ngày ông nhúc nhích, máu ông nó chạy vòng vòng, nó chích làm gì? Ban đêm ông nằm xuống, máu ông đặt lại cục 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 cục. Tôi không chích, ông chết. Rồi ông chết rồi tôi làm sao? Trời ơi, đó, nghĩa là người ta hài hước lắm. Bác sĩ phải làm đủ thứ việc hết. Rồi bác sĩ phải biết từng người nó gì cái từ bác sĩ mà người ta hay gọi là thiên thần áo trắng. Mình nói thiệt, mình nói ổng là ác quỷ Covid. Từng trị hết mấy con này, mấy ổng phải làm mọi giá dành dựng. Kinh khủng. Vì cái bệnh này là coi như là có chết đi nữa là gia đình cũng không gặp mặt được. Thành ra là cứ gọi điện hỏi thăm, gọi điện video đó, hỏi thăm thôi. Thì anh cần gì thì em gửi vô, ráng tìm cách gửi vô, chứ không có được gặp mặt mà không được vô thăm. Có một lần nghe là anh trở nặng đó, thì tôi mới hỏi chứ giờ anh có cần nhỏ vô vô với anh không? Cái anh chửi em khùng á, ở đây bác sĩ y tá lo, ai mà cho vô mà đòi vô. Khi mà gọi điện cứ ảnh cứ giống mặt, thành biết chắc bị ảnh bị nặng, ảnh thở oxy chắc ảnh không cho thấy mặt. Thành ra mình ở nhà mình cứ lo, rồi mình cứ cắm đêm ngủ không được. Bà xã tôi là bà ở với tôi bữa nay là hai mấy năm, mình phải biết quý cái gì đang của mình. Thì trong những lúc mà nguy kịch nhất á, nhớ về những cái đó thì nó sẽ là một sức mạnh. Lúc đó mình cũng sợ, cũng sợ lắm, lo quá cũng không biết được làm gì. Thành ra là mình cứ nhủ trong lòng mình thôi, ráng đi, mình làm thiện mình được phước thôi, chứ mình không biết làm sao giờ. Cứ niệm Phật, mình cứ cầu nguyện cho anh khỏe thôi, chứ mình cũng không biết làm gì hết. Ngày nào sáng thì ngủ dậy thì mình chú đọc kinh đại Phật, chiều tối thì mình cũng dậy cầu nguyện, cầu cho anh mau hết bệnh. Bà xã tôi là một cái mẫu giống như thôn nữ, ngắn gọn, chân chất. Anh ăn gì chưa? Anh ăn được không? Nhưng mà những lúc cùng cực nhất thì cũng biết là những lúc mà thương yêu nhau nhất. Ba mẹ con thì thấy cái bệnh này thì bình thường, mà dòm lại cái bệnh của ảnh là thấy mình thấy hãi hùng quá, không thể nào trở tay kịp. Ở sớm thì tất cả thì cũng bị giống nhau, nhưng mà không có nặng như lắm. Mẹ mới 60, cảm giác thấy là nó khắc nghiệt với gia đình mình quá đó. Bất ngờ là bà mất hết. Lúc 6 giờ 15, bệnh viện gọi điện cho tôi nói mẹ là đang cấp cứu nguy kịch, thì cứ nghĩ là sẽ ổn thôi, không nghĩ bà mất. Đến 7 giờ rưỡi thì gọi điện lại báo là bà mất rồi. Mình báo là thôi là cả nhà đều khóc mà lên. Mình không nghĩ là mình cũng lại là cũng vô cái hoàn cảnh đó. Cái lúc là mình nghĩ là chắc là cũng cái con lại là điện thoại hay là cái gì để mình xem hình lại, cuối cùng là không còn gì hết. Nhìn lại cái tấm hình cũ thì mình có 4 đứa con. Mình cứ nghĩ là khi mà mất thì sẽ là thêm 4 người con nữa, rồi bao nhiêu người cháu nữa để tan. Nhưng mà cuối cùng cũng không ai được để tan hết. Mình thấy là cái bệnh này thật sự là nó rất là ghê luôn đó. Rất là nguy hiểm.
mà cái người mà chịu đựng cái hoàn cảnh đó cũng thật sự khắc nghiệt luôn. Thật sự là lúc mẹ đi ở trong bệnh viện tới giờ là mẹ mất ở trong đó luôn. Không ngờ là cái biến chứng nó lại nặng như vậy, nói chung là rất là sốc. Khi mà mẹ mất cái là người ta liên hệ với lại cái bên nhà hoàng rồi thi thể này họ lên tới lò thiêu ở Bình Hưng Hòa đó rồi thiêu luôn, xong rồi đó là mình mới lên lấy cốt về thôi. Trên địa bàn phường nó có mấy cái chỗ photo đó, photo hình đó thì là họ không mở cửa nhưng mà họ làm giùm nên là mình cũng có được tấm hình, chứ đâu có an táng gì đâu. Nó đưa cái giấy báo tử rồi, bây giờ là mình chỉ lên làm cái khai tử thôi. Nhờ một cái đứa em rể đang làm shipper á thì chạy thẳng lên trển để đón mẹ về nhà, thì nhà cũng đang dương tính ở nhà hết nên là thì cũng lập bàn thờ như là bình thường người mất gì mà mình không có tổ chức được đám cho bà thôi. Mình nghĩ là trong cái giai đoạn này rất là nhiều người cũng gặp cái trường hợp như mình vậy đó nên là cũng phải cố gắng vượt qua. Quảng cáp hương, đốt đèn suốt đêm luôn. Khi mà mình phát hiện ra là mình bị dương tính, mình phải dặn trong lòng mình là phải vượt qua thôi. Thật sự là gia đình mình bây giờ cũng chịu tổn thức rất là nề luôn á, nhưng mà bây giờ mình cũng phải suy nghĩ là bây giờ cũng phải còn con cái, mình cũng phải còn gánh nặng riêng, chứ không thể là bây giờ mình cứ buồn bã vì mẹ ra đi như vậy được. Nếu như vậy, thật sự như vậy, mẹ mà biết mình như vậy mẹ cũng buồn, nên là mình phải cố gắng thôi. Tại vì mình với vợ mình là được chích ngừa rồi, tiêm có một mũi thôi à, tiêm trước đó cỡ khoảng hơn tháng á, nên là mình nghĩ là mình sẽ có triệu chứng nhẹ hơn những người khác. Mình cứ điều trị tích cực rồi tinh thần nó lạc quan hơn thì nó sẽ vượt qua. Cách đây khoảng 5-6 ngày trước đó là vô test thêm lần nữa là nhà mình nó lại 4 người là âm tính lại. Còn một anh rể của mình đó là giống như là con virus nó lại nhẹ lại rồi, có nghĩa là đang trong thời gian luôn mình đó. Y tế nói vậy, cảm thấy nó rất là may mắn. Theo những cái bệnh nhân mình điều trị đó, thực tế là cái tinh thần của bệnh nhân nó cũng chiếm một phần không có nhỏ trong quá trình điều trị đâu. Ngặt nổi một điều á, tức là khi bệnh nhân vô đây thì không có thân nhân, nên là mọi sự chăm sóc đều là phải nhân viên y tế hết. Bệnh nhân có thể vô một cái tình trạng hoảng loạn do là xung quanh hầu như tất cả chỉ là bệnh nặng. Khi mà tụi mình vô chăm sóc cũng phải cố gắng là ổn định tinh thần cho bệnh nhân rất là nhiều. Giờ cái hay nhất của bên Bộ Y tế là đưa ra là điều trị F0 tại nhà đó. Mình thấy cái đó cũng rất là hay, tức là cũng người ta sẽ đỡ lo lắng hơn. Mà thật sự đúng là mình thấy là bệnh nhân cần có người chăm sóc cái bên á, nó vẫn rất là tốt. Tại vì tinh thần bệnh nhân lúc đó ổn định nè, ăn uống ở nhà cũng dễ nè, thoải mái nè. Cứ vô trong bệnh viện rồi, những bệnh nhân nào thật sự là có tinh thần rất là vững thì cái cơ hội của họ vượt qua bệnh nó lại nhanh hơn. Như cái trường hợp bệnh nhân Long á, thật sự chú tương đối là tinh thần, là mình thấy rất là ngưỡng mộ chú về cái tinh thần đó. Nhưng mà chú cũng phải mất cái thời gian điều trị là hết 24 ngày, nó gọi là khỏe để mà xuất viện đó. Nó cũng rất là lâu chứ không phải là chỉ là một cái cúm đơn thuần là 1-2 tuần là hết. Tự đánh giá là chắc là khoảng 90%. Thở được rồi. Phim màu thì là từ các bác sĩ, các đội ngũ chỉ là hùng hậu dành cho mình từng phút, từng cái hơi thở. Đây là ơn cứu mạng, chứ không phải là một cái ca chữa bệnh bình thường, mà không phải là mình, mà là rất rất nhiều bệnh nhân, hầu như là bệnh nặng. Cảm ơn bác sĩ, nợ người ta mà tao không biết sao đâu. Ở trong bệnh viện người ta không có khái niệm là đền ơn đâu. Đi về là nhất cuộc đời tốt nhất. Nhưng mà cái bản thân mình phải nghiệm lại, sau một lần cùng chết thì tại sao mình còn sống? Nhờ những cái người đó. Cái này là ơn tái sinh. Mình nói đó, cái đó là mình phải khắc ghi nhớ. Trời sắp sáng rồi mọi người ơi. Rất mong trời sáng. Cố gắng lạc quan, giữ người thân yêu của mình trong tầm tay. Mình tin rằng mọi việc
nó sẽ tốt dần lên và chúng ta sẽ tiếp tục sống với những gì chúng ta đã đeo đuổi. Nghe cái clip của bố thì nghe nói là bố qua cái nguy hiểm rồi đúng không, nên là đừng lo, thế nào bố hết bệnh nè, bố mạnh mà, bố hết bệnh nè bố xuống chơi còn nha, dưới đây là mọi người mang chìm nhớ sáng nào cũng cho nó ăn á. Bố khó thở thì có nhớ là có bình oxy mà đúng không, thì bố gán bố thở trong bình oxy á. Bố không làm gì bố có gọi điện nó con mà nhắn tin, cứ mượn điện thoại của mình á, vô toilet nói chuyện, quay video clip rồi động viên ảnh, coi cái đó mà ảnh khóc ròng luôn. Xong rồi cái cũng là cái đó là giật ổng dậy á, có những cái nó nhỏ nhặt vậy nhưng mà thực ra là bản thân ảnh có động lực. Thì chính những người đó là cái động lực á, cũng là một phần động lực để mình cố gắng thôi. Tại vì cái khả năng sinh tồn của mỗi con người đó, nó đã tạo ra sự cố gắng rồi. Còn với mình là chủ gia đình, cái viễn cảnh mà không có mình trong gia đình này á, nó làm cho mình có một cái động lực quyết tâm. Dạ, con ở ủy ban dân phường đó chú. Hôm nay chú sức khỏe. Dạ, hôm nay sức khỏe chú sao rồi chú? Cũng ổn rồi, nhưng mà tưởng là mất ngủ, không ngủ. Dạ. Chú có xem mấy cái bài tập thở không chú? Có. Dạ, mà nói chung là bình thường hết, chỉ có còn khó ngủ thôi hả? Đúng rồi, khó ngủ thôi. Dạ, vậy mình gán đừng có coi mấy cái tin tức Covid chú ha. Mình chỉ xem mấy cái này, dạ, xem mấy cái nào nó tích cực xíu thôi. Dạ rồi chú, con có gửi chú cái danh sách mà tổ phản ứng nhanh đó. Có gì thì mình liên hệ đó giúp con nha. Dạ, dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú. Mình hiện là cán bộ công chức phường 1 của Nhuận. Giờ mình khỏe rồi, mình vẫn là đang quản lý cái F0. Rồi mình phân cho các bạn đó một người là 6 người F0. Đến sáng đúng 8 giờ là các bạn đó phải báo cáo lại cho mình là 6 người F0 đó sức khỏe như thế nào, có đề xuất gì không. Theo dõi rất sát luôn á. Rồi F1 là có một cái group riêng nữa. Cho tới ngày hôm nay thì tình hình sức khỏe của gia đình là nói chung là ổn. Thật sự là mình thấy cái cuộc chiến này nó giống như một cái game show. Khi mà mình bị mắc Covid thì mình tưởng tượng mình giống như là một người bị game over. Khi mà mình đã có một cái sức khỏe thì mình vẫn tiếp tục muốn tham gia để phòng chống bệnh. Chống dịch như chống giặc nha. Với lại chuyện theo cái kinh nghiệm của mình là đã từng là F0 thì mình sẽ hỗ trợ tốt cho những người bị F0 thôi. Tinh thần phải là lạc quan, phải là tin tưởng là mình sẽ điều trị được. Nhưng mà nói như vậy chứ chúng ta cũng không thể chủ quan. Thực hiện cái mô hình điều trị F0 tại nhà thì chị Diễm là một trong những bệnh nhân của mô hình đã hỗ trợ chị Diễm gọi điện thoại tư vấn sức khỏe và gửi thuốc. Thì đồng thời đó, khi mà chị Diễm bị nhiễm Covid thì chị là người ở nhà gọi điện thoại lại để hỏi thăm những F0 khác trên địa bàn phường, hướng dẫn mọi người cách phục hồi bệnh. Hiện tại thì tôi được lãnh đạo phường phân công là quản lý cái F0 đang cách ly tại nhà, hỗ trợ ban ngành đoàn thể là phát tiền cho các hộ khó khăn do dịch bệnh Covid và phát thuốc cho các trường hợp F0 và hỗ trợ gian hàng lưu động bình ổn giá ở phường. Thì cán bộ công chức cũng như bản thân tôi là rất là mong muốn phục hồi để có rất nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ cũng như là đóng góp một phần sức nhỏ của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh để bà con cũng như là mọi người được trở lại cuộc sống bình thường mới. Thật sự thì là cũng là hơn 2 tháng rồi không gặp con này. Cũng nhớ nhiều lắm chứ. Rồi chuyện của bé thì cũng không có chăm sóc được, không có lo được. Nhất là con nhỏ của mình là năm nay vô lớp 1. Mong muốn hiện tại là thực sự là mau hết dịch để trở lại cuộc sống bình thường.
ngày xưa Sài Gòn kẹt xe thì mình lại oán trách, chứ bây giờ mong Sài Gòn kẹt xe lắm. Rồi con cái là được đi học lại, nói chung là hết dịch để trở lại cuộc sống bình thường là mong muốn thực sự. Em được xuất viện thì mừng. Mừng mấy mẹ con em về thì mình cũng dọn phòng, mình cũng lau khử trùng xong rồi mình chuẩn bị chẳng. Về là làm nguyên tô mực quyền món, giống cái gì ngon nhất là chỉ dân thôi. Mà giống như là cái thông điệp là anh phải ăn cho bộ. Mình đã từ cửa tử đi về, phải sống là trả. Thành ra là từ những lúc đó là ông phải có gì tích cực hơn. Bây giờ về đây là đúng nghĩa là ăn dưỡng, sụt 10kg mà đâu có đơn giản được. Tức là giờ mình phải chăm lo cho bản thân mình. Gọi là qua cuộc bể dâu rồi mình mới biết thăng trầm, mình biết tìm con đường của mình, con đường nhẹ nhàng nhất. Mình phải làm cái gì đó tốt, khi người ta sực nhớ tới mình. À vậy là Lữ Đắc Long là người đó. Người đó tôi từng có đối với mình, đây là một cái dấu ấn, một thời khắc đặc biệt nhất trong đời. Nếu mình đi đóng các cái đơn, mình cũng đối diện đối thần nhiều lần. Nhưng mà lần này nó khác lắm. Mình dùng từ là một căn bệnh thế kỷ luôn. Từ khi bệnh đó mình bắt đầu dùng lại những cái câu là anh nhớ em lắm, mình đã mất em rồi. À, rồi con mình nó cũng nó ít bày tỏ lắm, bình thường nó ít bày tỏ lắm. Thì nó là làm liếc, nó nói chuyện rất là tình cảm. Thì có lẽ đó là cái ngọn nến trong đêm á. Mặc dù nó rất là mong manh nhưng mà nó là soi đường đứng lên vì nó. Và mình cảm thấy mình không còn mắc cỡ khi mình nói là anh nhớ em lắm, anh thương em lắm nữa. Đó là cái sự thay đổi. Mà từ khi cái ngày bệnh lại tự nhiên cái phải nhắn tin lại đi lúc mới quen. Cho nên là cái cảm xúc nó cũng khác. Qua cái khó khăn và qua cái trở ngại của cái gọi là lấy lại cái mạng sống của mình á, thì mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều. Nó tự động nó làm cho mình cái tình cảm giữa hai vợ chồng nó cũng khá thích. Cái cuộc chiến này nó kinh hoàng lắm. Xin nhớ mãi khi nào anh được xuống rồi á, được xuống trở lại nhà rồi đó, thì chắc là cái ngày đó là cái ngày sinh nhật quá. Coi như là mình sống lại cái cuộc đời thứ hai vậy đó, chứ không phải là cái ngày sinh nhật mà mình sinh ra. Không là cái ngày ảnh hết bệnh mà Covid mà bắt đầu là không giãn cách nữa mà được như vậy nữa. Bao ảnh sẽ đi mô tô với bạn bao nhiêu ngày cũng được.